cây cầu không có trụ đỡ, thì nhảy sào giữa kênh đào. Điệp viên nước ngoài xinh đẹp mê hoặc dụ làm gián điệp. Venezuela đón Giáng sinh sớm hơn thế giới trước 2 tháng. Toán danh sách 25 quốc gia có tỷ lệ ngoại tình cao nhất thế giới. Dân số 7 tỉnh sẽ giảm hàng ngàn người. Mệnh danh là cây cầu của những giấc mơ, cầu nổi CG Wang ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc gây ấn tượng khi không có trụ đỡ nhưng vẫn chịu được sức đỡ chiếc ô tô có trọng tải lên tới 2,8 tấn chạy qua. Theo đó, cây cầu được làm bằng ván gỗ bắc trên mặt sông Thanh Giang với chiều dài 500m và chiều rộng 4,5m. Mặc dù cây cầu không có trụ đỡ nào cả, nhưng nó vẫn ổn định nhờ công nghệ chống lật. Vì theo thiết kế, công trình được làm từ phao nhựa nhiệt dẻo polyethylene có mật độ phân tử siêu cao, chịu được sức nặng của 10.000 người đứng phía trên cùng một lúc. Chỉ ngoại trừ khi có ô tô di chuyển trên cầu thì bị giới hạn tốc độ ở mức 20 km/h. Chính thức đi vào hoạt động từ năm 2016, đến nay cây cầu vẫn luôn là điểm hút khách bậc nhất ở khu danh thắng CG Wang. Trước đây du khách chỉ có thể ngắm một phần thung lũng bằng cách chèo thuyền. Nay nhờ có cây cầu nổi đặc biệt này mà du khách được nhìn hút tầm mắt trọn vẹn vẻ đẹp của khu danh thắng. Nhiều người am hiểu môn nhảy sào từ khắp nơi ở Hà Lan đã gặp nhau tại vùng Boro Erkendam để tham gia cuộc thi nhảy sào qua kênh đào được tổ chức hàng năm. Hơn 2.000 người đến đây để cổ vũ cho 48 thí sinh tranh tài ở 5 hạng mục trong cuộc thi nhảy sào qua kênh đào. Theo đó, các thí sinh bằng cách là chạy đến một cây sào dài cắm ở một bên bờ kênh, rồi treo lên đỉnh càng nhanh càng cao càng tốt. Khi đó rung lắc và nhảy sang bờ bên kia sao cho thật xa nhất có thể. Một trong số thí sinh tham gia tranh tài chia sẻ rằng thường sử dụng lốp xe đạp để bọc thân cây sào vì chúng thường có độ bám tốt hơn và leo lên dễ dàng hơn. Ngoài ra cũng xoa lớp keo dùng trong ống ném lên tay chân để tăng độ bám dính tốt hơn và leo lên nhanh hơn. Sở dĩ có cuộc thi này là vì tại Hà Lan, đất nông nghiệp thường được khai quang từ đất đầm lầy ngập nước và bị chia cắt bởi hệ thống kênh đào. Khi đó, nông dân từ xưa đã sử dụng cây sào nhảy qua kênh để tránh phải đi bộ đường dài. Nên theo thời gian, các cuộc thi nhảy sào như thế này đã được tổ chức. Cuộc thi đầu tiên được ghi nhận là diễn ra vào năm 1767. Đến nay có khoảng 600 các vận động viên nhảy sào đang hoạt động tại Hà Lan đó nha bà con. Trung Quốc đang có cảnh báo sinh viên trong việc cần cẩn trọng khi tiếp xúc, kết nối, tương tác với những người đàn ông đẹp trai, phụ nữ xinh đẹp vì họ có thể dụ làm gián điệp cho nước ngoài. Theo đó, Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc phát đi cảnh báo cho biết các điệp viên nước ngoài đang sử dụng những bài đăng tuyển dụng hẹn hò trực tuyến để kết nối rồi dụ dỗ và ép buộc sinh viên Trung Quốc cùng cấp thông tin mật, đặc biệt là nhóm sinh viên có quyền truy cập các dữ liệu nghiên cứu khoa học nhạy cảm. Họ sử dụng nhiều vỏ bọc, thậm chí cải trang thành những người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, những người phụ nữ quyến rũ để lừa sinh viên vào bẫy tình. Họ cũng có thể giả làm nhà nghiên cứu hoặc là cố vấn khoa học để dụ sinh viên thiếu tiền. Tránh xa nha các bạn ơi! Mới đây, Tổng thống Nicolas Maduro tuyên bố sẽ đưa kỳ nghỉ lễ Giáng sinh của Venezuela được đẩy lên sớm hơn toàn thế giới trước 2 tháng, nghĩa là diễn ra vào ngày 1 tháng 10 luôn đó nha bà con. Ông Maduro cho biết giờ là tháng 9 và không khí Giáng sinh đã tràn ngập rồi, nên sẽ ban hành lễ Giáng sinh sớm để tri ân và bày tỏ lòng biết ơn đối với tất cả mọi người. Giáng sinh là ngày lễ lớn ở Venezuela, nơi phần lớn người dân theo đạo Công giáo. Đây không phải là lần đầu tiên ông Maduro dời Giáng sinh lên sớm hơn. Ông cũng đã từng làm như vậy trong đại dịch Covid-19.
Mới đây, tờ Insider Monkey đã tiết lộ danh sách 25 quốc gia có tỷ lệ ngoại tình cao nhất thế giới. 1 là Thái Lan, 2 là Đan Mạch, 3 là Đức, 4 là Ý, 5 là Pháp, 6 là Na Uy, 7 là Mỹ, 8 là Tây Ban Nha, 9 là Phần Lan, 10 là Vương quốc Anh, 11 là Canada, 12 là Hy Lạp, 13 là Luxembourg, 14 là Áo, 15 là Brazil, 16 là Iceland, 17 là Hà Lan, 18 là Bồ Đào Nha, 19 là Thụy Điển, 20 là Hoa Kỳ, 21 là Argentina, 22 là Úc, 23 là Bahama, 24 là Croatia và 25 là Ship. Cụ thể như Ship chiếm 34%, mặc dù hấp dẫn như là một điểm đến cho đám cưới, nhưng vẫn có khoảng 34% người Ship có mối quan hệ ngoài luồng. Tiếp đó là Argentina chiếm 34%. Với 34% dân số ngoại tình, ngay cả một buổi lễ dân sự ở điểm nóng Mỹ Latin này cũng không thể đảm bảo sự chung thủy. Hoa Kỳ chiếm 35%. Một phân tích của Pew Research cho thấy khoảng 35% người Mỹ đã kết hôn nhưng vẫn ngoại tình. Và Thái Lan là 51% đứng đầu danh sách. Tỷ lệ ngoại tình của Thái Lan bị thúc đẩy bởi các tập tục văn hóa như là Minoy, nghĩa đen là vợ bé, và ngành công nghiệp tình dục phát triển mạnh. Theo dự báo của Cục Dân số Bộ Y tế, trong trường hợp mức sinh giảm mạnh sau năm 2054, nghĩa là 30 năm nữa, dân số Việt Nam sẽ bắt đầu tăng trưởng âm và mức giảm dân số ngày càng lớn. Năm 2024, dự báo 7 tỉnh có tỷ lệ tăng dân số ở mức âm, gồm có Tây Ninh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, An Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng và Cà Mau. Trong đó, An Giang có tỷ lệ tăng dân số là âm 0,7%. Các tỉnh còn lại từ âm 0,1 đến âm 0,4%. Ngoài ra, Bến Tre và Trà Vinh có mức tăng 0%. Như vậy, với dân số khoảng 1,9 triệu người năm 2023, với dự báo tỷ lệ tăng trưởng âm, thì An Giang sẽ giảm khoảng 13.300 người trong năm 2024.